bí quyết tự tin tỏa sáng. Với chủ đề tài năng của tuần này, các cô gái của lâu đài sắc đẹp đang dốc hết sức mình để có thể luyện tập cho những tiết mục trong đêm trình diễn trực tiếp được hoàn hảo nhất. Và buổi giao lưu với kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi ở tập trước thực sự là một buổi học rất ý nghĩa cho các thí sinh trong lúc này. Bên cạnh việc tập luyện, sự khích lệ đến từ những người thân chính là nguồn động lực hết sức quan trọng cho các thí sinh. Có lẽ ý thức được điều này nên các cô gái đã có một hành động vô cùng ý nghĩa, đó là việc nhường cuộc gọi điện thoại lại cho nhau. Và ngày hôm nay, buổi học ngoại khóa của các cô gái được mong chờ nhất cả tuần sẽ mang đến cho họ những điều bất ngờ thú vị. Nhưng các cô gái sẽ luôn phải tập trung cho việc học, bởi hai thử thách đầy cam go đến từ giám khảo Nguyễn Quang Dũng và bếp trưởng Phạm Tuấn Hải sẽ không để cho trí não của các bạn có thể nghỉ ngơi giây phút nào. Ban tổ chức cũng thấy rằng các em cứ ở anh quanh trong nhà này cũng rất là chán đúng không? Thật sự thì khi các em ra ngoài các em cũng học được nhiều thứ, có những cái giao tiếp, và tới tuần này thì với ban tổ chức cũng tự tin rằng các em khi ra ngoài cũng đem một cái hình ảnh đẹp của chương trình cho tới những cái người xung quanh hay những người ở ngoài. Và tuần này các em sẽ được đi chụp ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở những cái điểm tham quan rồi đó. Ban đầu chúng mình chỉ biết là sẽ đi chụp ảnh thôi, còn lại thì tất cả đều bí mật. Và những lần trước thì đã được đi xem phim rồi, đi spa rồi, đi chụp hình ở rừng cao su rồi. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra là sẽ được đi đâu cả. Cái điều bí mật đó giữ cho đến phút cuối cùng, và ban tổ chức làm cho bọn mình thật sự rất là bất ngờ khi mà cho bọn mình vào một cái khách sạn và ăn buffet ở đó. Bữa trưa tại Pullman là một bữa trưa khá là bất ngờ với tất cả chúng mình. Ban đầu thì các thí sinh ai cũng hoang mang là không biết đây có phải là thử thách của chương trình không. Buffet đồ ăn rất là nhiều, rất là ngon mà, nhưng mà mấy chị cứ nhìn nhau và bảo có nên ăn không biết gì, có nên ăn không biết gì mà. Thế nhưng mà sau đấy khi bắt đầu ăn thì các món ăn ngon quá, không thể cưỡng lại được, thế nên mình đã ăn rất nhiều. Có thể là nhân cái ngày đi ra ngoài này thì ban tổ chức đã thưởng cho tụi mình một cái bữa ăn gọi là có thể là thoải mái hơn một tí. Để cho bản thân thoải mái một bữa trưa thì chắc là không sao đâu, vì sau đó mình có thể dùng thêm sản phẩm hỗ trợ rồi là tập thể dục. Mình nghĩ ban tổ chức đã tạo điều kiện cho mình đi ra ngoài và có thể thể hiện được bản thân trong quá trình học tập trong lâu đài này, và mình phải ứng xử như thế nào với hình ảnh của mình khi đến một nơi sang trọng như vậy. Ăn xong thì bọn mình được lên xe và đi đến một nơi cũng là bí mật của ban tổ chức nữa. Chỉ hình dung được trong đầu đó là đi chụp hình thôi, còn về địa điểm thì tất cả mọi người ai cũng rất là tò mò và háo hức muốn biết nơi đó là ở đâu. Từ nhỏ đến lớn thì mình ra Hà Nội, mình có đi sở thú ngoài Hà Nội rồi thôi, nhưng mà sau đấy thì chưa bao giờ đi ở trong Sài Gòn cả. Mình không biết là mọi người cảm thấy thế nào, chứ lúc mà vào Thảo Cầm Viên thì mình cũng như là các bạn khác rất là hào hứng như là những đứa trẻ. Let it go, let it go.
lúc đấy bọn mình cảm giác như là bọn mình chỉ là những đứa trẻ con và đang được bố mẹ đưa đi dạo chơi ở trong công viên thôi. Sắc đẹp lâu ngày và hôm nay được đi ra ngoài lại đi đến cả thả công viên cùng với nhau thì cảm giác cứ như mình trở về với tuổi thơ vậy. Bạn khoe đó, Lê ơi. Giống như là tự do, thoải mái, thể hiện bản thân mình và lúc đấy quên hết mọi thứ, không còn biết là mình đang ở trong cuộc thi rồi là không còn biết là xung quanh mình đang có những áp lực gì. Hôm qua thì phải là Samadhi. Samadhi, chào á. Và mình càng hạnh phúc hơn khi có thể thấy được con vật mà mình thích, đó là con voi. Oh, tuyệt vời. Sau một buổi sáng thảnh thơi và đầy tiếng cười, ngay sau đây, stylist Quốc Dũng và nhiếp ảnh gia Rin Trần sẽ tiếp tục giúp cho các cô gái có những bức ảnh xinh đẹp nhất trong một trạng thái đầy thoải mái để các bạn có thể giảm đi phần nào sự căng thẳng trong suốt một tuần học vừa qua. Chào tất cả các bạn, nãy giờ các bạn đi chơi có vui không? Dạ có. Hôm nay tôi được ban tổ chức mời đến để mang đến một cái bất ngờ nho nhỏ cho tất cả các bạn. Trước tiên là xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Bùi Quốc Dũng, là một stylist thời trang. Nãy giờ các bạn đi dạo chơi trong Thảo Cầm Viên thì tôi nghĩ là trong số các bạn ở đây, ngay cả các bạn đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể là chưa biết hết những cái điều thú vị về Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên của chúng ta đã được người Pháp xây dựng từ năm 1864 với mong muốn là xây dựng một cái nơi tập hợp những cái động thực vật của khu vực Đông Dương. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì Thảo Cầm Viên từ lâu nó đã không còn chỉ là một cái nơi người ta đến xem và các loại thú và thực vật đặc biệt của Việt Nam chúng ta nữa, mà nó đã là một cái không gian xanh để mọi người đến thư giãn và vào dịp cuối tuần để lánh xa cái ồn ào của thành phố. Thì hôm nay cũng với cái ý tưởng đó thì chúng tôi muốn các bạn sẽ thể hiện trong một bộ hình, trong đó các bạn hóa thân thành những người con gái thành thị, có một cái cuối tuần thư giãn giữa một không gian xanh trong lành. Và chúng tôi chọn cho các bạn một cái khu có cái ảnh hưởng kiến trúc từ phương Tây để các bạn có thể thể hiện những bộ trang phục của nhà thiết kế Đề Văn Nguyễn, là một nhà thiết kế rất là thích tôn vinh những người phụ nữ có phong cách mạnh mẽ và hiện đại. Hôm nay các bạn sẽ được làm việc với tôi và nhiếp ảnh gia Rin Trần. Rin Trần là một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm làm việc với rất là nhiều người đẹp nổi tiếng, cũng như là đã cộng tác với rất là nhiều tạp chí thời trang và phong cách uy tín ở trong nước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau để có được những cái hình ảnh thật là đẹp, tự nhiên về các bạn. Bởi vì khi là những đại diện nhan sắc của quốc gia thì các bạn sẽ phải tham gia rất là nhiều cái sự kiện và được đi tham quan rất là nhiều nơi. Thì ngay cả trong những cái khoảnh khắc bình thường đó thì các bạn vẫn phải tỏa sáng và tự tin với cái vẻ đẹp của mình. Thì hôm nay chúng ta mong muốn là sẽ có được những hình ảnh thật là đẹp nhất của các bạn. Các bạn có đồng ý không? Yeah. Hôm nay thì là cũng là lần đầu tiên mà Dũng có dịp gặp các thí sinh của cuộc thi ở trực tiếp ở ngoài đời. Tại vì mấy lâu nay thì mình cũng có theo dõi chương trình trên sóng truyền hình. Thì hôm nay cũng rất là bất ngờ là thấy các bạn có phần là rất là vui vẻ, tươi trẻ, sôi nổi. Có thể là trong cuộc thi thì do những cái thử thách, những cái phần trình diễn trực tiếp trên sân khấu làm cho các bạn có thể là bị áp lực nhiều hơn, trong khi hôm nay là một cái ngày thư giãn ở Thảo Cầm Viên, rồi kết hợp với chụp hình cũng với cái chủ đề là tự nhiên, nên là các bạn thể hiện có phần thoải mái và trẻ trung hơn là mình nghĩ. Đương nhiên cái khi mà ra cái chủ đề chụp này thì mình cũng không có mong muốn là đánh giá các bạn theo cái tiêu chí của một người mẫu rồi. Tuy nhiên là mình cũng muốn là các bạn phải làm quen với cái việc là thể hiện mình trước ống kính. Tại vì đó là một cái kỹ năng rất là cần thiết của những cái người đại diện nhan sắc.
cứ mỗi thứ vậy là em thay đổi. Ý anh nói là có khi nhìn ống kính thôi, còn không thì em nhìn lên nhìn xuống, em thay đổi cho anh. Đợt chụp hình trong buổi ngoại khóa của Henry thì được sự chỉ bảo và nhắc nhở rất tận tình của anh Henry. Còn trong buổi chụp hình ngày hôm nay thì tụi mình chỉ xuất phát từ bản thân và ai cũng phải chủ động trong cách tạo dáng cũng như là thể hiện độ ống kính. Và mình nghĩ đấy cũng là một phần để cho thấy sự nỗ lực cũng như có một phần nào tiến bộ hơn, không phải cần người chỉ bảo mà phải từ thân mình có thể vận động. Đưa cái góc mặt nào đẹp á, có một số cái em cười mỉm thôi, em nhìn bằng mắt, cái mắt ánh mắt nó vui là được rồi đó. Đúng rồi, nhìn mỉm nhẹ nhẹ. Này thì có vẻ như là nó cũng khá là thoải mái hơn. Tại vì trước khi vào buổi chụp hình, ban tổ chức có sắp xếp cho tụi mình tham quan một vòng thả cầm viên, thì điều đó đã giúp cho đầu óc hoặc là cũng như là cái phong thông thái của tụi mình có thể là thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều, để có thể là nhập vào cái, có thể diễn được cái bộ đồ một cách tốt hơn. Và mình nghĩ là cái buổi chụp hình vừa rồi mình đã làm khá tốt. Là các thí sinh, các bạn cố gắng tập luyện thêm nhiều, có thể là tập luyện trước gương hoặc là tập luyện với bạn bè của mình. Tại vì cái điều này nó rất là quan trọng, bởi chỉ có tự tin vào cái vẻ ngoài của mình, tự tin vào những cái góc đẹp của mình trước ống kính, với lại luôn luôn sẵn sàng để mà đưa ra những cái hình ảnh đẹp nhất, thì các bạn mới có thể tỏa sáng được ở những cái đấu trường nhan sắc chuyên nghiệp hơn hoặc là ở một cái tầm cao hơn. Còn ở đây là những cái điều kiện để các bạn rèn luyện, thì mong là các bạn sẽ tiếp tục phát huy, cũng như là nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Nếu dù cho các bạn không làm công việc liên quan đến người mẫu hay là diễn viên gì đi nữa, nhưng mà những cái kỹ năng ngày hôm nay sẽ rất là giúp ích cho các bạn trong cái sự nghiệp về sau. Khi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện bộ ảnh cho buổi ngoại khóa lần này, các thí sinh sẽ có dịp gặp lại nhà thiết kế Nguyễn Công Chí. Nhưng khác với những lần gặp trước, lần này các cô gái của chúng ta sẽ phải tự lựa chọn trang phục cho tiết mục của mình với những mẫu thiết kế của nhà thiết kế Tuấn Trần và Thủy Design House. Nhà thiết kế Nguyễn Công Chí sẽ tư vấn, góp ý giúp cho các bạn có thể lựa chọn được bộ trang phục phù hợp nhất cho tiết mục trình diễn của mình, cũng như góp phần tôn lên sự tự tin tỏa sáng của các bạn trên sân khấu. Em chào
mục mà em sẽ trình diễn vào thứ tư sắp tới là tiết mục múa ballet. Và do là em chỉ có biểu diễn một mình cho nên sẽ phải rất là tỉ mỉ trong việc chọn trang phục cũng như là kết hợp với make up. Bởi vì tất cả khán giả sẽ đều tập trung vào em nên phải lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Thì anh Trí có lời khuyên gì cho em về cách lựa chọn trang phục không ạ? Thì như theo cái yêu cầu của đạo diễn chương trình thì bên ban tổ chức cũng như anh cũng đã có cái bàn luận và cũng đã có một cái mẫu trang phục cho em. Thì anh nghĩ với cái bài múa đơn như thế này thì trang phục màu trắng sẽ rất là phù hợp với Diana. Em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Nhàn. Phần thi tài năng của em đó là phần thi hát. Và bài hát em thể hiện đó là bài Sống như những đóa hoa ạ. Em tên là Thúy Vân ạ, mà phần thi tài năng của em cũng là hát. Và em sẽ trình bày ca khúc Cảm ơn tình yêu của nhạc sĩ Huy Tuấn. Thì em cũng như chị Nhàn cũng đã chuẩn bị một số trang phục, nhưng mà em chưa biết là trang phục nào sẽ phù hợp cho bọn em, cho nên là muốn nhờ anh tư vấn cho bọn em ạ. Dạ. Như là bây giờ hai bạn đều dự thi dạng như đơn ca hết đúng không? Và anh muốn hỏi là trong cái phần mà thi của mình thì ngoài cái việc hát ra là các bạn có biểu diễn nhún nhảy gì trên sân khấu hay không, hay là chỉ đơn thuần đứng hát với chân mic thôi, hay là như thế nào, các bạn có thể nói rõ hơn được không? Thì tiết mục của hai đứa em là thể hiện một cái bài hát nhạc nhẹ thôi, thì tụi em cũng không có nhảy nhót nhiều trên sân khấu. Như hôm nay em cũng đã có chuẩn bị một số trang phục rồi đúng không? Thì trên những trang phục đó tụi em thử và anh sẽ giúp chọn ra những cái bộ nào thực sự hợp với dáng của hai bạn, và mình sẽ chốt lại là mình sẽ chọn cái bộ nào nha. Thì đây là những cái trang phục mà em nghĩ là nó sẽ phù hợp với bài hát của em, như là bộ màu này và màu này nữa anh. Hai bộ này thì đều có hoa thì em nghĩ nó sẽ phù hợp với lại cái bài hát đó. Thì em không biết là giữa hai bộ thì anh sẽ cho em cái tư vấn nào tốt nhất để nó phù hợp nhất cho cái bài hát của em. Cho em thử bộ này đi nhé. Thì bài hát của em là bài hát Cảm ơn tình yêu, và em có chọn cho mình là bộ màu đỏ và màu vàng, thì em không biết là bộ nào hợp với em. Dạ. Hai bộ này đúng không? Anh nghĩ em mặc đầm này trông sẽ xinh và sẽ phù hợp với bài hát của em hơn. Thì em thử đi rồi để chúng mình sẽ xem, và có cái gì chỉnh sửa thì anh sẽ tư vấn cho em nhé. Thấy bộ này khá hợp với em vì cái màu xanh cũng rất là dễ thương, cũng phù hợp với bài hát. Và nó cũng có những cái chi tiết anh nghĩ nó cũng đủ lấp lánh trên sân khấu rồi. Và anh nghĩ em cũng không có cần phải đeo thêm nữ trang hoặc là thêm những phụ kiện gì đâu. Tóc có thể xõa ra nhẹ nhàng và trang điểm nhạt, anh nghĩ có thể là rất là hợp. Chúc em thành công với cái phần thi tài năng của mình. Em xoay một vòng anh xem. Hồi nãy thì trong hai cái màu đỏ màu vàng á, thì anh nghĩ màu đỏ em mặc sẽ đẹp, nhưng mà khi thử thì anh thấy nó không ổn lắm, thì có thể mình sẽ đổi một cái váy khác xem như thế nào nhé. Em vào em thử cái váy này cho anh đi nha. Chiếc váy này có ổn hơn chiếc hồi nãy đúng không? Nó vừa tôn dáng lên mà nó có những hiệu ứng sân khấu. Anh hy vọng rằng với chiếc váy này em sẽ tự tin và hoàn thành tốt cái phần thi tài năng của mình. Chào anh Công Chí,
Khuê, Thanh Tuyền, Hà Chiêu, Sở Quyên, Anh Thư và Thu Thủy là tụi em trong nhóm Nghĩa Hiện Đại. Thì các bạn có thể nói sơ về cái tiết mục mà các bạn đang ấp ủ và đang sẽ thể hiện trong cái phần thi này. Cho cái bài diễn của tụi em dựa trên cảm hứng là từ Bullix với trên nền nhạc của Beyoncé. Và tụi em nhảy tiết tấu trên nền nhạc của Beyoncé, tiết tấu nhanh đúng không? Tổng cộng là 6 bạn. Thì sẽ bên ban tổ chức cũng như đạo diễn cũng đã hội ý và sẽ thiết kế và may cho các bạn những cái bộ trang phục phù hợp với cái tiết mục này. Thì đó có thể là những chiếc đầm mà anh nghĩ tông màu đỏ sẽ phù hợp. Nó sẽ trông rất là bốc lửa và anh nghĩ chắc cũng phải ngắn chút xíu để cho các em khoe được chân và cũng có thể là khi mình nhảy nó cũng thoải mái hơn đúng không ạ? Thì đó là những cái gợi ý của anh có thể là khi mà thử đồ thì chúng ta sẽ có những cái chỉnh sửa gì đó thì chúng ta sẽ nốt lại sau. Giày thì anh nghĩ chắc là màu đen sẽ phù hợp hơn. Và giày chắc cũng không quá cao, khoảng cỡ tầm 5 phân hoặc là chắc 5 phân là nhảy được. 5 phân hoặc 7 phân. 7 phân vẫn nhảy được đúng không? Rồi. Em nghĩ là giày nếu mà có thêm những cái dây để chắc chân bọn em hơn thì nhảy sẽ đẹp hơn và chắc hơn. Các bạn yên tâm là đến ngày hôm đó các bạn sẽ trở thành những cô gái rất là bốc lửa trong cái màn phần thi tài năng của mình. Em xin tự giới thiệu, em là Kim Ngân. Đây là em là Thư Thanh Ngọc. Em là Kim Duyên ạ. Em là Diễm Ngọc. Em là Vân. Dạ em là Ngọc Phi ạ. Và trong đêm mai xuống góc tới thì em sẽ trình diễn một tiết mục là múa dân gian đương đại trên nền nhạc của bài Có Còn Xuân của Quang Linh. Và hiện tại thì trang phục của tụi em có là một quần yếm và chúng em có thêm cái đạo cụ là hai chiếc quạt lụa để đạo cụ cho tiết mục của mình. Các bạn đã chọn được cái trang phục cho mình rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Có thể là thử cho anh xem và anh nhìn tổng thể chung thì có anh sẽ tư vấn là có thể thêm những cái phần nhấn nhá gì hoặc là có cần trang trí thêm trên trang phục để cho thật sinh động hay không thì cái đó anh sẽ tư vấn cho các bạn. Anh đang muốn hỏi là với những trang phục các bạn chọn thì các bạn đã chọn giày chưa hay là mình chỉ đi loại giày ba lê bằng vải? Tụi em thì chỉ đi trên cái giày ba lê bằng vải đó, tại vì nhất là tụi em di chuyển mình rất nhiều và thứ hai là để cho cái phần của mình khi mình tháo dáng thì nó cũng vững chắc hơn, vững chắc hơn cho tụi em. Tại vì tụi em sẽ phải múa với đạo cụ là hai chiếc quạt lụa rất là dài. Vâng, đây là trang phục mà tụi em sẽ trình diễn cho đêm nay show sắp tới về phần thi tài năng của mình. Đây là những trang phục mà các bạn đã chọn đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Như hồi nãy các bạn nói là mỗi bạn sẽ có thêm hai chiếc quạt đúng không? Dạ vâng ạ. Chiếc quạt mình màu gì vậy? Màu đỏ. Màu đỏ. Vậy thì các bạn thử đi cái gì anh xem và anh sẽ tư vấn và góp ý cho các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Anh thấy cũng rất là xinh và cũng rất là phù hợp với cái bài múa như vậy. Các bạn có thể làm một vài động tác mà trong cái phần múa của mình để cho anh xem coi cái chuyển động của áo quần nó như thế nào. Lúc bắt đầu ra là động tác nào? Lúc bắt đầu. Tụi em là di chuyển ra sân khấu. Di chuyển ra sân khấu, sẵn đứng sẵn. Vâng, đứng hai bên cánh nhà thì sẽ di chuyển ra trung tâm sân khấu. Di chuyển như thế nào? Rồi. Và trong cái bài múa của mình thì cái động tác chân có nhiều không? Như là có đá chân cao lên hay là như thế nào? Hay là chỉ đa phần là tay cầm quạt thôi? Tay cầm quạt. Và hiệu ứng của cái quạt nữa. Rồi, trông các bạn rất là xinh. Và anh chúc các bạn thành công trong phần thi tài năng của mình nhé. Cảm ơn anh chị. Tuần này cũng như tuần trước, các em vẫn có nhiệm vụ tuần. Nhiệm vụ tuần có vẻ đơn giản. Các em sẽ học nói những cái câu
giao tiếp, chào hỏi đơn giản nhất của nhiều quốc gia. Cái tần suất mà tụi mình học và làm việc rất là nhiều, và thời gian mà tụi mình học bài cho thử thách rất là ít, mà tụi mình lại phải học 10 thứ tiếng. Cho nên là tất cả 15 thí sinh ai cũng đều rất là chăm chỉ, chịu khó. Thậm chí là tất cả các bạn đều học đến gần như là đến sáng để có thể hoàn thành hết những cái tiếng mà mình đã được giao nhiệm vụ. Và mình hy vọng rằng mọi người sẽ hoàn thành một cách xuất sắc cái nhiệm vụ tuần này. Arunzawa, Chamabili Quyên, Bagap Simita. Hành câu tiếng Đức thì em không biết. Annyeonghaseyo. Spasiba. Kwankwa chidai pop kani. Cái câu tôi khát nước bằng tiếng Đức thì em không trả lời được ạ. Tại vì trong cái video mà chương trình đưa ra thì tiếng Đức rất là nhiều. Thế nên là em cũng như các bạn thí sinh khác đã nhờ Lan Khuê là viết ra một bản giới thiệu những câu hội thoại đơn giản bằng tiếng Đức. Thì bọn em cũng chỉ học trong cái phần hội thoại mà Khuê đưa thôi. Nhưng mà bây giờ chương trình hỏi những câu mà trong video chứ không phải là từ Khuê đưa, nên là bọn em không biết làm nào bây giờ. Mấy bạn nói là cái đó dài quá mà nó không có đúng với lại giao tiếp cơ bản, cho nên mọi người kêu em ghi lại giao tiếp cơ bản. Không ngờ nó hại mọi người rồi. Namaste. Xin cảm ơn bằng tiếng Pháp là merci. Como este. Còn cái câu tiếng Nga em không thuộc. Có tiếng Nga có mỗi giờ không? Không. Có mấy giờ rồi? Có giờ rồi. Có mấy giờ rồi? Có giờ rồi. Trẻ hỏi thì cô nói. Cái gì mà không có câu, không có giờ, không có câu giờ, nên đây cũng có 3 lần, trả lời được có 3 câu. Có những câu mà tụi em nghĩ là giao tiếp cơ bản cho nên là tụi em không có học, nhưng mà khi mà hỏi thì lại hỏi những cái câu tụi em không học, cho nên là chào buổi trưa bằng tiếng Tây Ban Nha. Em không biết câu đó. Chờ một chút, em biết cái này. Thế tại sao nó lẫn lộn vào nhau đây? Trời ơi. Bỏ qua. Thôi chị ơi. Em chịu. Bạn ôi chán quá là chơi rồi khóc rồi. Thôi, nín, bình tĩnh. Cái đó là cái gì vậy? Em nghĩ là cái thử thách này nó khá là khó và thật sự là rất là nhiều áp lực. Học 10 thứ tiếng cùng một lúc và nó cứ hay bị lẫn lộn. Và cái cách phát âm cũng như là cái cách nói rất là khó. Chiến đấu anh Dũng Ngọc ơi! Hay vì Đà Nẵng mà chiến đấu! Hy sinh mà, hy sinh cũng anh Dũng nha! Bỏ qua lên thôi nha! Cảm ơn tiếng Pháp là Messi. Buenos Dias. Mera Nam Ngọc. Sum. Sâm, nương, son, sam, si, sâm, nương, san, si, sâm, nương, son, san, si, ha, hóc, chest, bed, go, sip. Anh nhớ hai xe yo. Hôn chưa à rai. Mera Nam Khuê. Ích Linh mà đi. Sao ai đi thảm bài. Chưa nấn vâng Simita. Mahaban Anna Thủy. Silitu. Silitu Bilika Ika. Hoặc là Silitu Bilika Iki. Ika là sẽ dành cho khi mà nói chuyện với cả phụ nữ, còn Iki là sẽ nói chuyện với cả đàn ông. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách của tuần này. Ban tổ chức nhận thấy
hầu hết các bạn rất chủ quan khi bỏ qua một số mẫu câu mà các bạn cho là không thông dụng. Điều này khiến ban tổ chức cảm thấy khá thất vọng. Qua cái thử thách tuần này thì mọi người đã rút được kinh nghiệm cho mình ở những thử thách sau, rằng là không thể học một cách chủ quan như vậy và phải học rất là kỹ càng và tập trung nhiều hơn nữa. Nhưng ban tổ chức chương trình cũng hiểu rằng các bạn đã trải qua một tuần căng thẳng với thời khóa biểu dày đặc, gồm việc luyện tập tiết mục biểu diễn, luyện tập thử thách tuần cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa. Vì thế, lượng kiến thức mà các bạn đã thu nhập được trong thời gian ngắn vừa qua vẫn rất đáng khen. Các bạn có thể nhận thấy phần thử thách này chỉ có 4 câu hỏi trên thang điểm 5 như bình thường. Một điểm còn lại chính là điểm thưởng cho tinh thần học hỏi của các bạn. Và ban tổ chức quyết định dành một điểm thưởng đó cho tất cả các bạn vì sự cố gắng trong suốt tuần qua. Sau đây là điểm số chi tiết cho từng thí sinh. Cho thời khóa biểu của tuần này khá dày đặc, các cô gái vẫn xuất sắc vượt qua thử thách tuần của giám khảo Nguyễn Quang Dũng. Nhưng liệu họ có thể tiếp tục vượt qua thử thách của bếp trưởng Phạm Tuấn Hải về kiến thức kết hợp rượu vàng với những món ăn khác? Ngay thì có vẻ như đơn giản, nhưng để nắm vững được nền ẩm thực đồ sộ này thì thực sự là một điều phức tạp vô cùng. Xin chào anh Thư. Dạ, chào Xuất Hải. Mời em đứng đây. Rồi, hôm nay thử thách của em sẽ hết sức bình tĩnh để nghe rõ yêu cầu của giám khảo. Dạ. Nhá. Ở trên bàn của chúng ta có 6 món ăn. Em phải chọn ra 2 món ăn đi với rượu vang đỏ, 2 món ăn đi với rượu vang trắng và 2 món ăn đi với rượu vang trắng và rượu vang đỏ. Món thứ nhất là món cá hồi, món thứ hai là món bò nướng, món thứ ba là món cừu nướng, món thứ tư là món hải sản sốt kem, món thứ năm là gà nhồi nấm và món thứ sáu là rau củ quả nướng. Em phải chọn làm sao mỗi một loại rượu tương ứng với 2 món ăn ở trong này. Và sau đó em sẽ chọn một ly để rót rượu vang trắng. Em có 1 phút, mời em đọc dạ, tên loại. Món thịt cù với lại món thịt bò nướng là sẽ với lại rượu vang trắng. Món thịt gà và món tôm sẽ thịt gà là da cầm thì đỏ nhẹ, có thể đi với lại rượu vang đỏ. Cá với tôm đều là hải sản. Em cho 2 món này đi với lại rượu vang đỏ luôn à? Gà thịt với gà. Cả tôm là đi với đỏ đúng không? Em đã dùng 1 ly để rót 1 ly rượu vang trắng cho anh. Rượu vang trắng. Dạ. Cảm thấy người ta phải rót. Thank you.
lần sau khi mà rót rượu vang, em phải chú ý là lúc nào trên chai rượu của mình cũng phải có một cái khăn. Bởi vì khi em rót như vậy á, thì tay của em không tiếp xúc với chai rượu. Thì nhiệt độ từ tay sẽ không có chuyển sang chai rượu. Và thứ hai nữa, khi em rót như vậy thì giọt cuối cùng nếu như mà có còn ở trên cổ chai thấm người cái khăn. Đúng không? Thế nên thành ra là em phải hết sức cẩn thận. Nhá, cảm ơn em. Vâng ạ. Chào em. Hôm nay mình có 6 món ăn. Vâng ạ. Em có 1 phút để lựa chọn những món ăn này tương ứng với những loại rượu mà em cho là phù hợp. Và em sẽ chọn một ly để rót một ly rượu vang trắng. Em có 1 phút để thực hiện thử thách này. Vâng. Mời em. Bò nướng và cừu nướng là để dùng uống rượu vang đỏ. Cá hồi và tôm sốt kem là sẽ dùng với rượu vang trắng ạ. Gà và rau củ quả nướng là có thể dùng được cả vang đỏ và vang trắng ạ. Rồi, ok. Em sẽ chọn một ly để rót rượu vang trắng. Em sẽ rót một ly rượu vang trắng. Rót luôn bằng đúng cái rồi. Này ạ. Hình như là phải lấy khăn để... Tại vì theo em được biết thì nếu mà dùng khăn để cầm chai rượu vang thì sẽ không bị nhiệt độ của tay mình, sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của rượu vang. Cảm ơn em. Hai món rượu cho em nói lại nha. Và hai món đi với thì rượu vang đỏ, đó là vậy chị rồi cho em chọn lại được. Và món rau củ. Món rau củ nướng. Món rau củ nướng. Em sẽ chọn với vang trắng. Thịt cừu sẽ đi với rượu vang đỏ, thịt bò đi với rượu vang đỏ. Thịt gà là đi với vang trắng, hải sản cũng đi với vang trắng, rau củ là món rau củ và món cá hồi sẽ đi với rượu vang trắng hoặc rượu vang đỏ. Rượu vang trắng và rượu vang đỏ đấy chính là vang trắng và rượu vang đỏ. Và đấy là món thịt gà này. À không. Không phải, món này không thể dùng được. Món này không dùng được. Hai món của rượu vang trắng sẽ là dùng được với rượu vang trắng. Sẽ là món này. Cá nướng là có rượu vang trắng, rượu vang đỏ nhẹ và rượu vang sủi tăm. Thịt nướng đỏ thì dùng với rượu vang đỏ, thịt cừu dùng với rượu vang đỏ, thịt gà dùng với rượu vang trắng chua với lại rượu vang đỏ nhẹ, rau củ quả nướng thì dùng với rượu vang trắng chua với lại rượu vang đỏ nhẹ. Còn lại món hải sản là dùng với rượu vang trắng chua, rượu vang sủi tăm và rượu vang trắng rượu. Rồi, ok. Cảm ơn anh nhiều ạ. Với kết quả của vòng thử thách này thì theo suy nghĩ của tôi thì thật sự là một điều rất bất ngờ. Bởi vì các bạn thí sinh được học trong một thời gian ngắn và với những khối lượng kiến thức mà các bạn học được và với một thời gian chỉ có 1 phút thôi, các bạn đã chọn ra được những món ăn để dùng với những loại rượu rất là hợp lý. Theo tôi thì đây là một kết quả rất đáng mừng bởi vì họ đã có thêm được những kiến thức trong văn hóa ẩm thực. Chào các bạn, chúng ta vừa bước qua một cái thử thách rất là thú vị đúng không? Và thử thách đó Hải nghĩ rằng là cũng sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong những cái kiến thức mà các bạn đã được học.
Và bây giờ chúng ta sẽ công bố cái kết quả mà cái thử thách vừa rồi các bạn đã vượt qua. Dạ. Đầu tiên cho các bạn sẽ nói cái cảm nghĩ của mình rồi. Đây nè. Hôm nay thì em cảm thấy rất là thú vị luôn, tại vì em biết được cái cách rót rượu và cầm khăn như thế nào để rót cho đúng. Ok. Rồi. Thì đã từng một lần em có một người bạn rất là rành về rượu vang và có vài lần đi uống rượu vang thì em đã từng mắc một cái sai lầm, đó chính là cầm tay vào chai rượu vang. Thì lúc đó bạn em đã nói với em rằng không nên chạm tay vào rượu để làm biến chất rượu cũng như để dặn rượu rơi vào. Em đã nhớ điều đó và không ngờ đây là sai lầm lại lặp lại một lần nữa. Ok, còn cách rót rượu thì Hải đã để sẵn cái khăn trên bàn rồi. Thì khi các bạn cũng vậy thôi, khi các bạn vào một bàn tiệc hay các bạn vào một cái không gian nào đó thì các bạn cũng phải hết sức bình tĩnh để quan sát á, xem là tại sao, lý do tại sao nó để đó, đúng không? Tại sao là phải có cái khăn ở đó thì các bạn cũng phải học cái cách quan sát nữa. Không phải chúng ta cứ vào là chúng ta vào, hoặc là chúng ta chỉ chú ý những điểm chính thì rõ ràng những điểm xung quanh chúng ta sẽ bị mất điểm nhá. Để sẵn cái khăn đó là các bạn không xài. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng phải công bố điểm, đúng không? Công bố điểm để chúng ta cộng điểm, đúng không? Nhưng mà nó cũng là một cái thử thách để các bạn có thêm trải nghiệm nhiều. Rồi, bạn anh Thư là ai nhỉ? Đâu nhỉ? Em được 2.5. Rồi, còn bạn Văn Thị Vân, tổng điểm của em được 3. Bạn Thu Thủy, sao? Theo em thì em được mấy điểm? Em nghĩ là em được 4.5 hoặc là 5. Tại sao? Tại vì em chọn đúng hết các món ăn và em chọn rượu ấy, cả lúc mà em rót rượu em cũng nhớ đến cái việc mà phải dùng khăn để tránh cho nhiệt độ cơ thể nó không ảnh hưởng đến cái nhiệt độ của xong rượu. Xong rồi sao? Nhưng cũng có một số rượu nó rớt ra ngoài, đúng không? Vâng, đúng rồi. Ok, em cũng đoán cũng rất đúng, em được 4.5. Thanh Tuyền, em nghĩ mình được bao nhiêu điểm? Em nghĩ là điểm không cao à. Sao lại nghĩ không cao? Dạ em nghĩ là tại vì đúng, tại vì em thấy là nếu mà điểm thấp thì em nghĩ cũng là xứng đáng với em, tại vì em thấy mình làm không tốt so với những gì mình đã từng được học. Thanh Tuyền được 3. Lan Khuê nghĩ mình bao nhiêu? Dạ em nghĩ em 3. Đúng như em nói, em được 3. Ngọc Phi nghĩ mình được mấy điểm? Dạ em cũng nhớ nữa, vì lúc này em rung quá nên cho em cũng rung qua. Tổng điểm của em là được 3. Dạ. Lệ Quyên của em là 3.5. Kim Ngân, tổng điểm của em là 4. Thúy Vân, tổng điểm của Vân là 3.5. Và Vũ Thị Ngọc, tổng điểm của em là 3. Bạn Kim Duyên, bạn được 3. Bạn Thanh Nhàn, bạn được 3. Diệu Ngọc, chúc mừng em 4. Đây nè, tổng điểm của em là 4.5. Em cảm ơn. Anh nghĩ là đây cũng là một cái thử thách cũng rất là thú vị cho các bạn. Các bạn cũng sẽ có thêm được nhiều cái thử thách, nào thì thời gian, nào thì cách mình nhận thông tin, nào thì kiến thức mình đã từng được học, rồi những cái cách mình giao tiếp như thế nào. Ok, hy vọng đây là một buổi rất là bổ ích cho các em. Rồi. Một tuần đầy thử thách của các cô gái đã trôi qua, nhưng thời khắc quan trọng nhất của tuần chính là đêm biểu diễn truyền hình trực tiếp vẫn đang chờ đợi 15 cô gái thể hiện mình. Liệu các tiết mục dự thi tài năng của họ sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho khán giả? Đón xem đêm truyền hình trực tiếp của chương trình Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014 đường tới Vương miện Hoa Hậu Thế Giới vào lúc 19:55 tối thứ tư ngày 26/11/2014 trên kênh VTV6 và được phát lại vào các kênh VTV3, VTV9, VTV4 và VTV Cần Thơ. Khán giả cũng đừng quên nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích.